Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn một chiếc xe Kia Morning Van nhập khẩu ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2013 và nhập khẩu từ mới ạ. Đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và một chủ từ đầu từ năm 2013. Chiếc xe đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi, cụ thể là 5 vạn 8 km rồi. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết những chiếc xe Kia Morning ở Việt Nam mình từ sau năm 2011 thì đa số là những chiếc xe này là những chiếc xe nhập lướt. Đấy, tức là đã chạy ở bên nước ngoài khá khá rồi mới nhập về Việt Nam mình. Nhưng thưa với quý vị bạn, chiếc xe này là chiếc xe nhập mới luôn đấy ạ, nhập từ mới, nhập từ 2013 luôn đấy ạ. Và chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở những chiếc xe Kia Morning Van nhập về Việt Nam mình thì đa số là chiếc xe nó là thiếu đồ ạ. Đấy, vì là những chiếc xe này thiết kế ra là chỉ dành để chở hàng thôi, cho nên là người ta thiết kế cắt bớt option đi để cho giá thành nó rẻ. Bên nước ngoài những chiếc xe này chỉ là để chở hàng thôi, nhưng về Việt Nam mình thì phần lớn là lại lắp thêm ghế để chở người là chính ạ. Đấy, cho nên là chiếc xe này thì chủ xe cũng đã lắp thêm cơ số đồ đấy ạ. Nhìn về phần ngoại thất thì quý vị và các bạn đã thấy đấy ạ. Đấy, đầu tiên là nhìn về cặp la răng này, nguyên bản là chiếc xe này chỉ có la răng sắt thôi và chủ xe đã lắp thêm là la răng đúc rồi đấy ạ. Đấy là cái phần chủ xe lắp thêm này. Và bên trên thì đã có cả giá nóc, chủ xe đã lắp thêm cái phần giá nóc này đây ạ. Giá nóc này lắp để trang trí thôi, đây là cái phần dán thôi, nếu như không thích thì chúng ta có thể bỏ ra. Đấy là cái phần giá nóc mà chủ xe lắp thêm. Và nhìn về cái phần đằng sau thì quý vị các bạn cũng đã thấy đấy ạ, chủ xe cũng đã lắp thêm, thứ nhất là cảm biến lùi này. Đấy, đây là cái phần mà cảm biến lùi chủ xe lắp thêm này. Camera lùi này. Đấy, đã lắp thêm camera lùi, cảm biến lùi, camera hành trình, màn hình tích hợp trên gương. Đấy, đấy là những cái phần mà chủ xe lắp thêm. Và nhìn về cái phần bên ngoài đây, quý vị các bạn thấy đấy, dàn lốp này còn rất là dày, la răng còn rất là đẹp. Đấy, cái bộ la răng này là chủ xe lắp thêm nhé, nguyên bản là la răng sắt thôi. Đấy, rất là đẹp bộ la răng này. Cả bộ la răng còn rất là mới, dàn lốp Michelin còn rất là dày. Đấy, và nhìn về cái phần đầu, cái phần ba đời sốc trước thì quý vị bạn thấy đây ạ, cặp đèn pha rất là sáng, rất là mới luôn đấy ạ. Bên dưới là đã có cả cặp đèn gầm và chủ xe lắp thêm cả một cái dải đèn LED này. Cái đèn LED đằng trước này mà chủ xe lắp thêm đây nhé quý vị bạn ạ, đây là cái phần này, chủ xe lắp thêm này. Đấy, đèn LED này, đèn pha này rất là mới, rất là đẹp. Đấy, nhìn về bên ngoài thì không có xước sát gì đâu. Thưa với quý vị các bạn, chiếc xe này chúng tôi cũng vừa mới mua về được thôi, đem ra đây là tôi làm video luôn đấy ạ. Tại vì là từ nay đến Tết, thời gian bán hàng của chúng tôi cũng chỉ còn tính mấy ngày nữa thôi là nghỉ Tết rồi, cho nên là chúng tôi tranh thủ được ngày nào hay ngày đấy để bán cho quý vị và các bạn đi xe trước Tết đấy. Rất là nhiều người đang cần để đi xe Tết đấy ạ. Rất là đẹp, chưa có xước sát gì cả đấy. Chiếc xe này là khá đẹp đấy ạ, hay là anh em chúng tôi gọi là rất là cứng cáp đấy ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là những cái nền này nó còn rất là căng này, rất là đẹp này. Đấy, rất là đẹp luôn. Và chiếc xe được sản xuất năm 2013, đây là cái tem của nhà sản xuất cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2013 đây ạ. Đấy, và là nhập khẩu ạ, sản xuất tại Hàn Quốc ạ. Đây là cái phần này, tem của nhà sản xuất ạ, nhập khẩu từ mới đây ạ. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần option nhé. Đầu tiên là về cái phần cánh cửa này, keo chỉ còn nguyên bản hết đấy ạ. Đây là cái phần keo chỉ này, keo chỉ còn nguyên bản này, keo chỉ còn nguyên bản này, táp bi cửa rất là đẹp này. Đấy, đấy, nội thất rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, quý vị và các bạn xem này, nội thất là nguyên bản là ghế nỉ thôi, và cái này thì chủ xe cũng để nguyên bản ạ, chưa làm ghế ra. Và vô lăng còn rất là đẹp đấy, mặc dù chiếc xe này chạy được hơn 5 vạn rồi, nhưng vô lăng nó là vô lăng nguyên bản nhá. Đây là cái phần bẩn thôi quý vị bạn ạ. Chúng tôi cũng mới mua về là tôi bóc cái bỏ cái bọc ra, cho nên là chưa đánh rửa đi thì nó còn nguyên như thế đấy ạ. Đấy, rất là đẹp. Và đây là chiếc táp bi cửa sau bên lái ạ. Đấy, táp bi cửa sau bên lái này, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Đấy, và cái táp bi này thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, chủ xe để nguyên bản ạ, chưa lắp gương gập điện, cho nên là chưa lắp kính gập điện, cho nên là lên xuống điện, cho nên là vẫn còn cái quay tay. Và ốc bản lề này còn nguyên bản này.
Và đây là cái phần ghế, ghế mà chủ xe đã lắp thêm. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn bước lên xe để xem là chiếc xe này còn đẹp như thế nào, còn mới ra làm sao, chạy được bao nhiêu km. Thì đây tôi sẽ bật cái đồng hồ công tơ mét lên cho quý vị và bạn cùng xem nhé. Đấy, chiếc xe đã lăn bánh được 5.8 km rồi. Đấy, 5.8 rồi, vô lăng còn đẹp như thế này cơ mà. Vô lăng này, táp bi cửa này, rất là đẹp này. Đầu nguyên bản theo xe, nó chỉ có đầu chạy bằng USB thôi. Và AM, FM, đây là cái nguyên bản của xe và chủ xe chưa độ lên màn hình nhé. Và độ thêm cái màn hình ở trên gương này này, tích hợp camera lùi này, camera hành trình này, đều ở trên cái màn hình này hết. Và cảm biến lùi đây ạ, đây là cái phần cảm biến lùi mà chủ xe đã lắp thêm. Đấy, nội thất thì rất là đẹp. Chiếc xe chỉ có hơn 200 triệu mà đã được sở hữu ngay một chiếc xe ô tô để đi đẹp như thế này thì còn gì bằng nữa, đúng không quý vị và các bạn? Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 238 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chỉ đắt hơn một chiếc xe SH có một chút thôi ạ. Và có khi còn không đắt bằng chiếc xe SH nhập khẩu cơ. Mà chiếc xe này cũng là chiếc xe nhập khẩu đấy ạ. Đấy, để nói là quá tuyệt vời. Trong cái thời buổi dịch bệnh đang diễn ra rất phức tạp như thế này, tội gì chúng ta phải đi xe SH, tội gì phải đi xe máy. Trong khi đó bỏ ra hơn 2 triệu, hơn 200 triệu là chúng ta đã được sở hữu ô tô để đi rồi. Và đây là cái phần ốc cốp sau. Thưa với quý vị bạn, đây là cái phần ốc cốp sau nhé. Ốc cửa sau này còn nguyên bản hết này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Keo chỉ nguyên bản này. Đấy, chứng tỏ là không bị đâm đụng hay là không có bị ngập nước gì đâu ạ. Và nội thất thì rất là mới đấy ạ. Những chiếc xe này thì đa số là thiết kế để chở hàng, nhưng về Việt Nam mình nó lại là để chở người. Cho nên là chủ xe đã làm thêm cái phần ghế sau này đây ạ. Đấy, cái này là tôi dựng gập lên là nó để chở người đấy ạ. Đấy, dựng lên hoặc là nguyên bản ở dưới xe này. Đấy, rất là đẹp luôn. Và không chở hàng thì nó mới còn đẹp như này nhá. Những chiếc xe mà đã sử dụng để chở hàng thì là nó sẽ nát hết những cái này ra, xước sát hết rồi. Đấy, chiếc xe này chỉ có để chở người cho nó còn rất mới như này đấy quý vị các bạn ạ. Nó rất là tuyệt vời. Chỉ hơn 200 triệu đồng thì đã có xe ô tô để đi rồi. Đấy, và đây là cái phần táp bi cửa phía sau bên phụ ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, kính này là kính quay tay thôi, chưa độ lên là kính điện nhé quý vị và bạn ạ. Duy nhất là cái kính chưa độ, màn hình với kính là chưa độ, còn lại là đã độ hết rồi. Quý vị và các bạn cần xe đi Tết thì hãy liên hệ ngay nhé. Tại vì những chiếc xe như thế này thì bây giờ rất nhiều người đang cần đấy ạ. Vì giá nó chỉ bằng cái xe SH thôi. Đấy, cửa trước bên phụ, đây là chiếc cửa trước bên phụ này. Táp bi rất là mới luôn này. Mặc dù chưa có dọn dẹp đánh rửa gì mà nó đã mới như thế này rồi. Tại vì nó là chiếc xe nhập khẩu từ mới, nhập khẩu từ 2013, cho nên là nó còn rất là đẹp. Đăng ký tên tư nhân, một chủ từ đầu đấy ạ. Ốc bản lề này, tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Đấy, chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cho nên là nó hơi bẩn. Cái ghế này nó cũng hơi bẩn một chút. Đánh dọn đi là nó rất đẹp đấy ạ. Đấy, phải nói là rất là tuyệt vời. Phần nỉ trần cũng rất là đẹp ạ. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp và cái phần nội thất thì cũng rất là sạch sẽ và rất là mới. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Đây, thưa với quý vị và các bạn, động cơ cũng còn rất là đẹp, rất là mới, rất là sạch, rất là nguyên bản. Nguyên bản từ cái ốc chân máy đây quý vị các bạn ạ. Ốc chân máy này còn nguyên vạch chấm sơn đây này. Đấy, còn nguyên chưa tháo ra nhé. Ốc chân máy còn nguyên này, từ đến ốc mặt máy này, tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Không những nó còn nguyên bản và còn rất mới đấy ạ. Tại sao nó lại nguyên bản và tại sao nó lại mới như thế? Tại vì nó được nhập khẩu từ mới và nó lại là một chủ từ đầu. Đấy, thưa với quý vị và các bạn ạ. Và nó lại không chở người, không chở hàng. Chiếc xe này sản xuất ra để chở hàng nhưng mà nó lại không chở hàng, cho nên nó lại rất là đẹp đấy. Mà phần lớn những chiếc xe này thì quý vị và các bạn cũng đã biết đấy, không chở hàng thì là chỉ có đi là một mình là chủ yếu thôi, chứ không hay đi đông người đâu đấy. Đông người là hay phải công an phạt, cho nên là ít người đi cả 4 người lắm, toàn đi có một mình thôi, một mình đi làm là chính. Cho nên là chiếc xe này còn rất là đẹp, nội thất rất là đẹp luôn đấy ạ. Tất cả đều rất là mới. Kia là cái cụm phanh ABS kìa. Và đây cho quý vị và các bạn xem là cái ốc
chân cabo này, ốc cabo này, đó, cả ốc chân dưới bên dưới này, keo chỉ này, còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, ốc cabo này, keo chỉ này, tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Điều này chứng tỏ là chưa có bị đâm đụng hay là bị va chạm gì cả, tất cả còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe hơn 200 triệu thì đây là một cái sự lựa chọn hoàn hảo ạ. Vì 238 triệu đồng mà lại được sở hữu ngay một chiếc xe nhập khẩu. Nếu như những chiếc xe mà nhập khẩu đi quý vị các bạn đi rồi thì quý vị các bạn sẽ biết ạ. Đấy, nó đi nó chắc chắn và nó bền bỉ rất là nhiều ạ. Quý vị và các bạn đang quan tâm thì xin quý vị và các bạn hãy like video, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe trực tiếp, lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Morning 2013 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 238 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị bạn, chỉ 238 triệu đồng thì quý vị và bạn đã có ô tô đi rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.